Xin chào, camera bực chưa nhỉ? Tôi không có nhiều thời gian, họ đang đến. Nhưng tôi phải tiết lộ sự thật cho các bạn. Hy vọng rằng video này có thể đến được tay các bạn bình an vô sự. Nếu xem được video này, bạn sẽ biết những bí mật mà nhân viên bán điện thoại không bao giờ tiết lộ. Ngay khi bạn bước vào, cách bài trí của cửa hàng sẽ khiến bạn muốn mua ngay. Các bức tường được trưng bày đầy những mẫu thiết bị để bạn chạm vào và dùng thử. Những cái đắt nhất sẽ ở ngay trong tầm mắt bạn. Tất nhiên rồi, bạn cũng sẽ nhìn thấy những cái bàn đang đặt đầy những mẫu thử nghiệm ngay giữa cửa hàng. Cách bài trí ấy khuyến khích người mua di chuyển theo một vòng tròn lớn. Người ta đã chứng minh được rằng điều này sẽ khiến mọi người thấy thoải mái và sẵn sàng chi tiêu hơn. Rồi, tôi sẽ bước đến với một nụ cười thân thiện. Chào quý khách, tôi giúp gì được ạ? Điều tôi thực sự muốn nói là tôi có thể bán gì cho bạn. Thực ra chúng tôi kiếm được nhiều hơn từ việc bán phụ kiện và các gói sản phẩm so với việc bán điện thoại đấy. Nên những món ấy sẽ được mời chào rất nhiều. Chúng tôi biết bạn sẽ trả tiền để đổi lấy sự tiện lợi. Bạn mua một chiếc điện thoại mới và tất nhiên bạn sẽ cần cả một chiếc ốp lưng, miếng dán bảo vệ màn hình, giá đỡ điện thoại hay tất cả những thứ được tình cờ bán ngay tại cửa hàng này. Dù tôi có bán cho bạn những món này với mức giảm giá cao nhất thì vẫn không thể rẻ bằng mua online đâu. Đừng mua một chiếc điện thoại mới ngay sau khi hợp đồng dịch vụ trên chiếc cũ hết hạn. Chỉ cần chờ cho đến khi tôi mang đến những ưu đãi đặc biệt nha. Bạn thấy đấy, tôi chẳng muốn mất khách đâu và việc giảm giá thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc bạn đi đến chỗ đối thủ của chúng tôi. Các nhân viên như chúng tôi sẽ có chỉ tiêu về số khách hàng mỗi tháng. Đó là lý do chúng tôi thích bán cho bạn một chiếc điện thoại vào cuối tháng hơn là đầu tháng. Chúng tôi sẵn sàng giảm giá mà, nên hãy giúp chúng tôi đạt doanh số nha. Đừng hiểu nhầm, chúng tôi không phải là những kẻ xấu đã có kế hoạch bài bản gì đâu. Nhưng để tồn tại trong ngành này, chúng tôi buộc phải được giấu khách hàng nhiều điều. Công việc mà mức lương của tôi phụ thuộc vào những thứ ví dụ như số giấy bảo hành tôi bán được. Vì vậy, đừng giận vì tôi chỉ đang cố làm tốt việc của mình thôi. Và cũng đừng sợ, sự tự tin và tốc độ nói của chúng tôi có thể thôi miên bạn. Nhưng người quyết định cuối cùng vẫn là bạn mà. Bạn cần nhận thức rõ rằng mình đang bị theo đuôi và nếu người nhân viên nọ đề nghị bán cho bạn món đồ nào đó bạn không cần thì đừng mua nó nha. Khi thấy có một chiếc điện thoại xịn sò nào đó đang có giá cực rẻ thì đừng vội mua ngay nha. Đây thường là một cái bẫy. Chắc chắn là bạn có thể mua chiếc điện thoại đó với một mức giá thấp hơn hay thậm chí là miễn phí. Nhưng sau đó, bạn sẽ phải đăng ký và trả tiền cho gói truyền hình cáp của chúng tôi hoặc những sản phẩm khác nữa để có được món hời đó. Nếu muốn kết thúc hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ của bạn, hãy nói rằng bạn sắp chuyển đến một nơi mà dịch vụ của họ không có sẵn. Cho dù bạn đã ký thỏa thuận sử dụng dịch vụ với bên công ty kia trong vòng 2 năm, nhưng thủ tục này sẽ giúp bạn hủy mà không phải trả phí chấm dứt sớm. Chúng tôi sẽ chẳng kiểm tra xem bạn có nói thật hay không đâu. Ngày nay, mọi người không thể rời điện thoại ra dù chỉ 5 phút. Nhưng đừng mang điện thoại vào phòng tắm khi tắm nước nóng. Hơi nước sẽ lọt vào, ngưng tụ và ăn mòn linh kiện bên trong. Một lần thì chắc không sao, nhưng rồi điện thoại của bạn sẽ gặp vấn đề thôi. Vấn đề này giống như lúc bạn làm rơi thiết bị của mình vào bồn tắm ấy. Độ phân giải không thực sự quan trọng. Khi chọn điện thoại, hãy chú ý nhiều hơn đến khẩu độ ống kính. Số càng thấp thì càng tốt. Hay các tính năng như ống kính kép và chống rung quang học. Ai cũng hỏi về độ phân giải và chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời. Nhưng nếu nói về các tính năng quan trọng hơn thì bạn có thể làm các chuyên gia như tôi bất ngờ lắm đấy nha. Bộ xử lý cũng không quan trọng nữa. Nếu bạn không thích chơi game và khám phá AR hay tương tác thực tế ảo trên điện thoại thì bạn không cần một bộ xử lý mạnh đâu. Ngày nay, những chiếc điện thoại tầm trung đã được trang bị các bộ xử lý phù hợp cho những tác vụ thông thường. Khi bạn tỏ ra nghi ngờ về thứ gì đó mà chúng tôi đang rao bán thì chúng tôi sẽ lấy lòng bạn bằng chào mời phiên bản dùng thử trong khoảng một tháng. Nhưng không phải lúc nào bạn dùng thử cũng miễn phí, vì vậy hãy cẩn thận và luôn đưa ra những câu hỏi chính xác. Đừng đồng ý mua bất cứ thứ gì khác, dù là dùng thử, trừ khi bạn thực sự cần, bất kể chúng tôi nói hay đến thế nào. Giờ hãy nói về pin. Hãy để ý đến cả thời gian sáng màn hình và thời gian chờ. Thuật ngữ đầu tiên nói về cho biết pin của thiết bị có thể duy trì việc hiển thị bao lâu trong một lần sạc. Và thuật ngữ thứ hai nói về thời gian điện thoại có thể hoạt động trong một lần sạc nếu không có tác vụ nào được thực hiện. Cả hai đều quan trọng nếu bạn muốn dùng điện thoại cả ngày mà không phải đem theo sạc. Chẳng có người khách nào của tôi hỏi về điều này cả, nhưng giờ thì bạn biết rồi đấy. Điện thoại càng mạnh thì càng cần nhiều năng lượng. Bạn có chắc rằng mình muốn sử dụng các tính năng đa chức năng tốc độ cao dù có phải sạc điện thoại nhiều lần không? Thường là không. Vậy nên hãy chọn một thiết bị đơn giản mà lâu hết pin hơn nha. Mọi người thích mua điện thoại được sản xuất bởi các thương hiệu nổi tiếng có giá tới 1.000 đô la và chúng tôi rất thích được nhận hoa hồng từ những phi vụ đó. Nhưng có những chiếc điện thoại giá thấp hơn nhiều mà chất lượng không kém cạnh gì.
chúng có cùng tính năng với những chiếc điện thoại đắt tiền nhưng rẻ hơn nhiều vì ngân sách tiếp thị của hãng đó không lớn. Nếu bạn vẫn muốn mua một chiếc điện thoại đến từ các thương hiệu nổi tiếng thì hãy kiên nhẫn. Nếu hôm nay không mua được thì hãy đợi đến năm sau, khi chiếc điện thoại ấy không còn hot nữa. Thời điểm mọi người không còn chú ý nhiều đến một sản phẩm nào đó thì giá của món ấy chắc chắn sẽ giảm. Các cửa hàng vẫn phải tống khứ các mẫu cũ đi mà. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên đợi vì thời gian sẽ cho biết bạn có thực sự cần thiết bị này hay không. Khi một sản phẩm lọt vào mắt xanh của bạn, não sẽ phản ứng như thể bạn buộc phải mua nó. Nhưng sau một lúc, khi các phản ứng hóa học lắng xuống, bạn có thể quyết định một cách sáng suốt hơn. Khi mua điện thoại, hãy viết ra những đặc điểm mà bạn cần ở nó nha. Nếu bạn chỉ muốn gọi cho bạn bè và lướt web thì cần gì một chiếc điện thoại thông minh đắt đỏ với bộ xử lý đồ họa giúp chơi game video. Đừng mua một chiếc điện thoại với các tính năng không cần thiết, bạn sẽ tiết kiệm được một đống tiền đấy. Chúng tôi luôn cố gắng bán một số ứng dụng mà ai cũng dùng và rất thiết yếu, cũng như các trò chơi. Thực sự là hầu hết các ứng dụng này đều có các phiên bản thay thế rẻ tiền hoặc miễn phí đấy. Những ứng dụng được đề xuất bởi nhà cung cấp cũng chẳng tốt hơn lắm đâu. Nếu bạn gọi quá số phút, số lượng tin nhắn hoặc gigabyte, hãy gọi cho chúng tôi để thay đổi gói cước. Trả phí một gói vẫn lời hơn là mất tiền cho từng phút, tin nhắn hay gigabyte dùng thêm. Chắc hẳn bạn đã từng xem những cảnh quảng cáo TV giới thiệu về các siêu ưu đãi dành riêng cho bạn, nhưng chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian giới hạn, vì vậy hãy nắm bắt cơ hội này. Tất cả những gì bạn cần làm là nhắn tin hoặc gọi điện, hoàn toàn miễn phí. Nhưng không biết rằng điều này sẽ khiến bạn vô tình đăng ký một số dịch vụ đắt đỏ mà đến tôi cũng không thể giúp bạn chấm dứt được. Hãy luôn tham khảo ý kiến của mọi người trước khi mua chiếc điện thoại bạn đang nhắm tới. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các nhược điểm của thiết bị dù chưa sử dụng nó, và chắc chắn là chúng tôi sẽ không đề cập đến khi bán cho bạn. Khung nhận xét chính là nơi toàn bộ sự thật được phơi bày. Có tiếng bước chân, tôi phải chạy thôi. Hy vọng những lời khuyên của tôi có ích. Chúc may mắn với việc mua sắm điện thoại nhé. Và đừng quên chúc tôi may mắn đấy. Hey, nếu bạn học được điều gì mới hôm nay, đừng quên nhấn like và chia sẻ đấy. Tiếp theo là một vài video thú vị khác có thể bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấn vào bên phải hoặc trái và luôn đồng hành cùng soi sáng nha.